lộ diện những khách mời đầu tiên trong đám cưới khởi mi Kevin Khánh. Nữ ca sĩ lầy lội nhất showbiz thông báo về việc đã cầm trên tay tấm thiệp mời. Chỉ còn một tháng nữa, đám cưới của khởi mi Kevin Khánh sẽ được tổ chức. Thời điểm này, cặp đôi đang gửi đi những cánh thiệp hồng tới tay bạn bè, đồng nghiệp. Đại Nhân là ca sĩ đầu tiên đăng tải hình ảnh của tấm thiệp đơn giản mộc mạc, không màu mè, có thể nói đúng như tính cách của cô dâu chú rể. Thời gian và địa điểm chính xác vẫn chưa được các nhân vật tiết lộ. Khởi mi nhá hàng về thiệp cưới trên Instagram. Đại Nhân là nghệ sĩ đầu tiên khoe tấm thiệp. Sau đó Thanh Duy và Hòa Minzy là hai ca sĩ tiếp theo bày tỏ sự hào hứng vì đã chính thức nhận được lời mời dự ngày trọng đại. Trong khi Thanh Duy vẫn còn ngỡ ngàng, đến giờ vẫn không thể tin đây là sự thật, thì giọng ca Ăn Gì Đây đã sớm đưa ra lời cảnh báo cho cô dâu chú rể. Anh trai Nguyễn Văn Khánh và chị dâu Nguyễn Thị Khởi My, ok, I'm fine. Hãy thắt dây an toàn vì đã mời em đến. Em sẽ biến đám cưới thành lễ hội đường phố với những điệu nhảy quê hương hoành tráng luôn nha. Ngoài ra còn một nhân vật nữa chắc chắn sẽ sớm khoe tấm thiệp hạnh phúc này. Đó chính là cựu thành viên nhóm 365 Johnny. Anh chính là một trong bốn người bạn thân của chú rể Kevin Khánh. Johnny đang ở nước ngoài nên có lẽ chưa cầm trên tay tấm thiệp. Ngoài ra các Phượng và Hoài Linh hứa hẹn cũng sẽ là những khách mời top đầu. Giải mã lý do khiến mỹ nhân Việt không muốn kết hôn. Có muôn vàn lý do được mỹ nhân Việt đưa ra để biện minh cho việc không muốn kết hôn. Các Phượng, Hiền Thục, Hải Băng đều là những mỹ nhân Việt thẳng thắn cho biết không muốn kết hôn với những lý do khác nhau, mặc dù họ luôn được khán giả và người hâm mộ mong mỏi sớm có một đám cưới đúng nghĩa. Tuy nhiên, nghệ sĩ vốn là những người có tư tưởng sống hiện đại và khá thoáng, nên quan điểm hôn nhân của họ cũng khác biệt. Diệp Bảo Ngọc kết hôn với diễn viên Thành Đạt từ khi mới 19 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm đã đổ vỡ. Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đang nuôi con trai bé Kit và là bà mẹ đơn thân của showbiz Việt. Chia sẻ trên báo chí về sự đổ vỡ và quan niệm về tình yêu hôn nhân, Diệp Bảo Ngọc từng nói: "Sau những biến cố gia đình, tôi chưa tự tin để mở lòng. Hiện ở một mình tôi thấy thoải mái làm điều mình muốn. Nếu tương lai ai đó yêu tôi và con trai, có thể tôi sẽ đáp lại, nhưng không nhất thiết phải kết hôn. Đối với tôi, sống với nhau hạnh phúc là được rồi." Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt từng là cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài được 3 năm ngắn ngủi. Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đang nuôi con trai bé Kit và không hề có ý định kết hôn lần thứ hai. Hải Băng. Hải Băng từng là nghệ sĩ trẻ hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tuy nhiên, từ khi xác nhận yêu diễn viên Thành Đạt, chồng cũ Diệp Bảo Ngọc hồi tháng 8/2016, Hải Băng gần như mất tích khỏi làng giải trí. Cho đến cuối tháng 3/2017, Hải Băng khiến cả showbiz xôn xao với thông tin đã đính hôn và bí mật sinh con gái đầu lòng cùng Thành Đạt. Đến nay, cô vẫn ở nhà chăm con, chăm sóc gia đình nhỏ và chưa quay lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn, Hải Băng thẳng thắn khẳng định cô sẽ không cưới Thành Đạt, dù cả hai đã đính hôn và có con khiến khán giả vô cùng bất ngờ. "Tôi là người không quan trọng chuyện cưới sinh, mà tôi cũng không muốn đám cưới đâu. Có rất nhiều cặp đôi đám cưới tưng bừng rồi cuối cùng cũng chia tay. Thà như vậy mà nói lâu dài. Tôi sống hơi bị phương Tây nên chẳng đặt nặng chuyện đám cưới. Nói thật, bây giờ dù đã có con với anh Đạt rồi, nhưng tôi vẫn không mong chờ vào đám cưới. Đây là cá tính của tôi rồi, không phải tôi cố tình làm cho người khác hay ngược ngạo gì cả, chỉ là trong suy nghĩ nó thế. Vậy mới đúng là Hải Băng", giọng ca viên đá nhỏ nói. Hiền Thục. Chuyện tình của Hiền Thục và Tuấn Thăng từng một thời nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả. Tưởng chừng chuyện tình đẹp như cổ tích này sẽ đơm hoa kết trái khi Hiền Thục mang thai con gái đầu lòng, bé Gia Bảo. Thế nhưng cặp đôi đã mau chóng đường ai nấy đi sau đó không lâu. Cú sốc tình cảm này đã khiến Hiền Thục suy sụp một thời gian dài. Một mình nuôi con và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Hiền Thục từng thẳng thắn cho biết: "Tôi không tin vào hôn nhân và cũng không thích ràng buộc. Một tờ giấy hôn thú khó có thể giữ ai cả. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Đã có lúc tôi nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh kém may mắn trên con đường gia đạo. Tuy nhiên hiện tại tôi rất mãn nguyện." Hình ảnh hiếm hoi của Tuấn Thăng và Hiền Thục cách đây không lâu. Theo Tuấn Thăng cho biết, đến nay bé Gia Bảo, con gái anh và Hiền Thục vẫn gọi anh là chú. Hiền Thục nhiều năm nay vẫn một mình nuôi con, bé gái Gia Bảo. MC Kỳ Duyên. Mặc dù gắn bó với bạn trai hơn 10 năm, nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn khẳng định cô không tính đến chuyện kết hôn và luôn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Theo Kỳ Duyên,
mọi người chỉ cần nghĩ một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc, nhưng cô và người yêu gắn kết nhau bằng chính sự thoải mái và cởi mở. Tôi muốn anh ở với tôi vì anh muốn như vậy. Vì vậy anh không cần khắt khe với tôi. Hãy để cho tôi có sự lựa chọn thực sự có nghĩa là để tôi ra ngoài, gặp hết mọi người, sau đó về nhà tôi thấy anh vẫn là người tôi lựa chọn, đó mới là quý giá. Nếu anh ở với tôi vì không có lựa chọn nào khác thì thật đau khổ, Kỳ Duyên chia sẻ. MC Kỳ Duyên có suy nghĩ khá thoáng trong chuyện tình cảm. Dù đã có hơn 10 năm yêu nhau, nhưng cô và bạn trai vẫn không tính chuyện kết hôn. Dẫu vậy, chuyện tình của cả hai vẫn luôn khiến khán giả yêu mến. Cát Phượng gắn bó với nhau 9 năm, thời gian đủ lâu để cặp đôi Cát Phượng Kiều Minh Tuấn tính tới chuyện tổ chức một đám cưới hoành tráng để họ hàng hai bên, đồng nghiệp cũng như bạn bè chung vui. Tuy nhiên Cát Phượng lại cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn để thuận tiện làm hộ khẩu, đứng tên tài sản, nhưng sẽ không tổ chức đám cưới vì những lý do riêng. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn để thuận tiện cho việc mua nhà chung, làm hộ khẩu. Năm nay, sau khi lo xong live show của anh Hoài Linh và Kiều Minh Tuấn, tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và lên kế hoạch có em bé. Sau đó có thể cả nhà sẽ mời anh em bạn bè báo chí đến dự một buổi tiệc nho nhỏ, xem như công khai mối quan hệ, nhưng chuyện mặc áo cưới thì không, Cát Phượng chia sẻ. Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi và cả hai không tính chuyện làm đám cưới dù đã đăng ký kết hôn. Bé Bơm, con trai riêng của Cát Phượng có mối quan hệ rất tốt với Kiều Minh Tuấn. Thúy Nga, đầu năm 2015, danh hài Thúy Nga từng làm tốn không ít giấy mật của báo chí và khiến dư luận xôn xao khi công khai sự thật về người chồng không hôn thú, ông Nguyễn Văn Nam. Thúy Nga cho biết đã bị chồng cũ lừa hơn 7 tỷ đồng và bỏ trốn, đó là thời điểm cô vừa sinh con gái đầu lòng, bé Nguyệt Cát tại Mỹ không lâu. Thúy Nga chia sẻ, 5 năm sống ở Mỹ là khoảng thời gian cô ôm trong lòng nỗi đau, bị chồng lừa gạt. Chính những ám ảnh về cuộc hôn nhân địa ngục này đã khiến cô không còn cảm xúc với đàn ông. Thúy Nga khẳng định, nếu yêu ai, cô không cần tổ chức đám cưới. Xưa giờ yêu ai tôi đều yêu rất cảm tính, không cần đong đo đong đếm làm gì. Có người tôi yêu ngay sau khi tặng tôi 7 bộ tóc giả. Vì thế bạn bè thường trêu tôi, người yêu Nga luôn trượt tiêu chuẩn. Bước qua những thăng trầm, tôi nghĩ mình không cần bạn đời phải cao sang giàu có, mà chỉ cần người đó trung thật, yêu thương mình, đặc biệt là yêu con gái thật lòng. Sau này dù có yêu ai, tôi cũng nhất quyết không tổ chức đám cưới. Tôi sợ đám cưới vô cùng, Thúy Nga nói. Sau tan vỡ hôn nhân, Thúy Nga một mình nuôi con gái bé Nguyệt Cát và qua lại thường xuyên giữa Mỹ, Việt Nam để hoạt động nghệ thuật. Tiệc sinh nhật khủng của Đàm Vĩnh Hân nghẹn ngào vì câu nói của mẹ. Mr. Đàm muốn mình có nhiều sức khỏe, sự nghiệp kéo dài thêm 10 năm, có một tình yêu đúng nghĩa và một điều ước thật đặc biệt dành cho mẹ ruột. Tối qua 2 tháng 10, ca sĩ Mr. Đàm đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 45 tại một trung tâm hội nghị bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài quy tụ gần 1.000 khách là người thân, bạn bè, đối tác, những ngôi sao hàng đầu làng giải trí, giới truyền thông, bữa tiệc xa hoa của Mr. Đàm còn gây chú ý khi tạo ra một không gian ấm cúng với 5 giác quan gồm thị giác, những bối cảnh được trang trí theo phong cách Sài Gòn xưa, khú giác, hương thơm từ những món ăn đặc trưng nhất mà Mr. Đàm tự chọn lựa, vị giác, những món ăn đặc biệt của miền Nam, thính giác, những ca khúc ngẫu hứng do anh và những ngôi sao nổi tiếng thể hiện, và xúc giác, được tận tay chạm lấy những chiếc thiệp, diện những trang phục, mang những tông màu cổ xưa. Ở phần mở đầu sự kiện, Mr. Đàm đã gửi tặng tất cả các quan khách những tiết mục mang nhiều phong cách khác nhau. Đến phần giao lưu, các bánh sinh nhật mừng tuổi mới, ông Hoàng Nhật Việt không ngại thổ lộ những ước nguyện hiện tại của bản thân. Hôm nay sinh nhật nên tôi ước nhiều lắm, ước đến 100 điều. Ước sao 100 điều thành sự thật. Bây giờ xin nói trước vài điều thôi. Ước sao mình có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng bình yên. Lúc trước thì không có thèm tình yêu, thích sự nghiệp hơn. Bây giờ thấy ai cũng có rồi, mình lại ước có một tình yêu có thật. Chứ đi show thì toàn kéo vali đi một mình, làm gì cũng một mình hết. Đêm về hát được một đống tiền cũng kê đầu ngủ, chứ không có ai đếm phụ. Ngoài ra tôi ước cho sự nghiệp sẽ như bây giờ thêm 10 năm nữa. Và một điều rất đặc biệt cho tôi được ước cho má của tôi mãi là người tuyệt vời. Thế thôi, Mr. Đàm chia sẻ. Trong phần thổi nến cắt bánh, Mr. Đàm tiết lộ trên bánh kem mừng tuổi 46 của mình còn có dòng chữ lạ. Cuối cùng là tình bơ vơ, anh xin phép được cắt bỏ dòng chữ này với hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Cũng trong buổi tiệc hoành tráng như một đám cưới, Mr. Đàm đã dành 30 phút để tặng kỷ niệm chương và gửi lời cảm ơn đến các cộng sự ân nhân. Trưởng fan MC theo từng vùng miền đã đồng hành hỗ trợ anh phát triển sự nghiệp trong suốt 20 năm qua. Khi lần thứ 2 nhắc đến đấng sinh thành trong tiệc sinh nhật, Mr. Đàm rưng rưng nước mắt cho biết
Má anh hôm nay đã thì thầm vào tay anh câu nói, tất cả những gì không vui thì bỏ qua cho má con nhé. Đó chính là món quà hạnh phúc nhất mà Mr. Đàm nhận được trong dịp này. Phần cuối bữa tiệc, các nghệ sĩ khách mời như Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Phượng Vũ đã cùng hòa giọng để chúc mừng sinh nhật đàn anh thân thiết. Dù bữa tiệc bắt đầu từ 19 giờ tối, nhưng rất nhiều các nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để gửi những lời chúc tốt đẹp đến ông Hoàng Nhạc Việt. Theo yêu cầu của Mr. Đàm, các khách mời tham gia sự kiện phải mặc trang phục màu kem hoặc màu nâu. Hàng trăm nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí đã quy tụ để cùng mừng tuổi với Mr. Đàm. Chiếc bánh kem với dòng chữ lạ, cuối cùng là tình bơ vơ. Giây phút mẹ ruột gửi tặng Mr. Đàm một nụ hôn đầy tình cảm. Hình ảnh Mr. Đàm tặng kỷ niệm chương cho các cộng sự ân nhân, đại diện fan trên toàn quốc. Hình ảnh không gian tổ chức sinh nhật được nhiều người dự tính đến hàng tỷ đồng của Mr. Đàm.